Chào tất cả các thầy cô và các em học sinh của trường NIT ICT Hà Nội. Tôi là Phan Trung, là sinh viên năm khóa 08LM của trường NIT ICT Hà Nội. Hiện thì tôi đang là giám đốc của Nubuti, đồng thời là giám đốc đào tạo của công ty Nhật Đức, là một công ty về dược phẩm và thiết bị y tế. Theo lời giới thiệu đến đây thì rất nhiều các bạn sinh viên thắc mắc là vì sao một người học IT như tôi lại đi ra làm về sale và marketing. Thì tôi cũng muốn chia sẻ một chút, đó là trong quá trình học về IT cũng như là quá trình tư duy về logic cũng đã giúp ích cho tôi rất nhiều trong công việc sau này. Và hôm nay nhân ngày kỷ niệm 18 năm thành lập trường thì chúc trường NIT ICT Hà Nội luôn luôn phát triển, chúc các quý thầy cô luôn luôn có sức khỏe và chúc các em sinh viên sẽ luôn nỗ lực phấn đấu để đạt được mục tiêu của mình.